nhân kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8, 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn. Tham dự ngày hội có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày hội được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương trong 8 tháng đầu năm 2022, thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hay cách làm hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm. Biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại huyện Trà Ôn, trong thời gian qua, Công an huyện đã phát động và xây dựng được hơn 20 mô hình phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.